thương mại điện tử Việt Nam được đánh giá là thị trường có mức độ tăng trưởng nhanh, đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây. Thống kê của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho thấy, quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến có xu hướng tăng dần đều ở mức trên 20% một năm. Theo Statista, cổng thông tin trực tuyến về thống kê của Đức, tổng doanh thu của các công ty thương mại điện tử tại Việt Nam đạt 2,26 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 30% so với năm 2017. Với kết quả đó, Việt Nam đã vươn lên top 6 trong 10 thị trường thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Nắm bắt được xu thế phát triển, Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BVI Việt Nam đã cho ra đời ứng dụng BVI More, ứng dụng mua sắm online thuần Việt 100%. BVI More được xây dựng nhằm mang lại giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp và tận dụng tối đa nguồn khách hàng, đồng thời mong muốn kích thích tiêu dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt. Với thủ tục đơn giản, dễ sử dụng, khách hàng chỉ cần tạo tài khoản, xác thực, sau đó tạo shop online và bắt đầu đăng sản phẩm, chat trực tiếp với người mua để thương lượng, thuyết phục và cá nhân hóa từng khách hàng. BVI More cho phép người mua, người bán kết nối với nhau theo mô hình kinh tế chia sẻ. Thông qua ứng dụng BVI More, người bán có thể tìm kiếm được nguồn khách hàng trung thành thông qua cơ chế mua sắm tích điểm và quảng cáo miễn phí về các sản phẩm thông qua các kênh truyền thông chính thống của BVI Việt Nam. Còn người mua có thể thoải mái lựa chọn và so sánh giá cả sản phẩm giữa các shop và nhận được nhiều ưu đãi lớn với cơ chế mua sắm tích điểm. Đặc biệt, khi mua sắm trên ứng dụng BVI More, ngoài nhận được nhiều khuyến mại giảm giá, khách hàng còn nhận được thêm một khoản tích điểm trên ứng dụng. Cơ chế tích điểm cho phép khách hàng sau khi mua mỗi sản phẩm có thể nhận được một khoản tích điểm lên đến 100% giá thành sản phẩm tùy từng thời điểm. Với khao khát và mong muốn đó là có một thương hiệu Việt do con người Việt và làm nên tại đất Việt Nam, chúng tôi đã quyết định cho ra đời ứng dụng BVI More, và đây là một trong những sản phẩm đầu tiên của công ty. Với ứng dụng BVI More hiện nay thì đang có một cái điều khác biệt với các ứng dụng khác, đó chính là cái cơ chế tích điểm sau tiêu dùng. Và với cái cơ chế này thì chúng tôi có thể kết nối các doanh nghiệp đến với những khách hàng trong cộng đồng của chúng tôi. Và đối với BVI More thì khi mà khách hàng đến với chúng tôi, họ hoàn toàn có thể trở thành những khách hàng thân thiết, và khi đó thì cái sự gắn kết giữa các doanh nghiệp với khách hàng sẽ gần hơn, và các doanh nghiệp sẽ giảm rất là nhiều những cái chi phí quảng cáo marketing để tiếp cận những cái lượng khách hàng khổng lồ của chúng tôi. Với những tính năng ưu việt, hiện tại ứng dụng BVI More đã có hơn 600.000 user ID trên cả hai nền tảng iOS và Android. Đồng thời, BVI Việt Nam cũng liên kết với hơn 500 doanh nghiệp và hơn 3.000 shop online, tạo ra hàng triệu giao dịch thành công trên ứng dụng. Không chỉ cung cấp nền tảng để người mua, người bán kết nối với nhau, BVI Việt Nam cũng thường xuyên tổ chức các khóa học để hướng dẫn các doanh nghiệp, shop online tiếp cận, tìm kiếm khách hàng và phát huy tối đa những tiện ích từ ứng dụng BVI More để tăng doanh số bán hàng. Sau một thời gian ra mắt bản thử nghiệm, tháng 9 năm 2019, ứng dụng của BVI Việt Nam đã chính thức nhận giấy phép sàn thương mại điện tử tại Việt Nam, sẵn sàng với cuộc đua cạnh tranh khốc liệt với các sàn thương mại điện tử khác. Mình thấy là ứng dụng này, thứ nhất, nó là một ứng dụng rất là dễ dùng, thân thiện. Thứ hai nữa là trên cái ứng dụng này thì có rất nhiều những sản phẩm để mình lựa chọn. Ví dụ như là về hàng thời trang, mỹ phẩm tiêu dùng, đặc biệt là có những cái sản phẩm và dịch vụ như là ăn uống ấy, thì là chúng mình cũng rất là hay đi tụ tập ăn uống, cho nên mình cảm thấy rất là hài lòng. Bản thân mình thì cũng là một người mà có thể nói rằng là mình cũng đã tiêu dùng rất nhiều qua đó là các kênh mua sắm online. Và ngày hôm nay khi mà biết đến ứng dụng BVI More thì thực sự một điều là mình cảm thấy nó rất là tiện lợi, nó rất là dễ sử dụng. Và hai nữa là gì ạ? Là tất cả những cái sản phẩm và những cái dịch vụ mà được liên kết ở BVI More thì đều thể hiện rất rõ những cái con số mà bản thân mình tiêu dùng và mình được tích điểm bao nhiêu. Thì đấy là cái điều mình cảm thấy rất là hứng thú. BVI More thì là một ứng dụng khá là thông minh ạ. Và cũng mang được đến cho nhà hàng rất là nhiều lợi ích. Về thứ nhất thì là mang đến cho khách hàng được những cái tích điểm rất là tốt, và khách hàng lại rất là thích và quay lại. Phần thứ hai nữa là khi mà thanh toán thì sẽ thanh toán qua mạng điện tử, thì cũng tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, với cả nhà hàng sẽ không phải trao đổi bằng tiền mặt nữa. Tuy nhiên, cũng giống như các doanh nghiệp khác, khi mới ra mắt ứng dụng, lợi dụng các lỗ hổng của app, đã xuất hiện các đối tượng lợi dụng các chính sách kích cầu tiêu dùng của BVI Việt Nam để trục lợi cá nhân, tạo giao dịch ảo và thực hiện hành vi mua sắm bất hợp pháp trên ứng dụng BVI More. BVI đã đưa ra khuyến cáo khách hàng cần tiêu dùng thật để nhận tích điểm một cách an toàn. Đồng thời, BVI Việt Nam cũng sẽ áp dụng các hình thức xử phạt nếu phát hiện các giao dịch ảo. Có những người thay vì là người ta mua bán trực tiếp cùng nhau, nhưng mà người ta họ lại không có thể là không mua bán,
nhưng người ta vẫn có những cái đơn hàng như vậy. Thì những cái điều này là những điều bất thường đối với chúng tôi, và chúng tôi ngay lập tức chúng tôi có những kiểm soát và chúng tôi có thông báo khuyến cáo đến với tất cả những khách hàng của chúng tôi để tránh những cái tình trạng đó là bị lợi dụng ở những điểm đó, và chắc chắn rằng là những vấn đề đó chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh. Cái tiếp theo là chúng tôi sẽ xây dựng những trung tâm thương mại để có thể định hướng cho người tiêu dùng và cộng đồng khách hàng của chúng tôi đến trực tiếp những cái điểm offline để có thể là sử dụng những dịch vụ tốt nhất của chúng tôi. Ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng đang phát triển thêm ở các quốc gia khác, có những đội ngũ đang set up ở bên nước ngoài. Là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam, vận hành app thương mại điện tử theo mô hình kinh tế chia sẻ, kết nối người mua, người bán, BBI Việt Nam mong muốn trong tương lai, app BBI More sẽ là một trong những unicorn của Việt Nam, giữ số 1 Đông Nam Á và vươn ra thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập, được tổ chức vào ngày 16 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, BBI Việt Nam cũng đồng hành với chương trình triển lãm chuyên đề kinh tế tài chính khu vực phía Bắc tại tỉnh Quảng Ninh năm 2019, diễn ra từ ngày 4 đến 9 tháng 10 năm 2019 tại Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. BBI Việt Nam hy vọng, thông qua triển lãm, BBI Việt Nam sẽ lan tỏa được những giá trị cốt lõi của nền kinh tế chia sẻ đến các doanh nghiệp và khách hàng.